Nếu như trước đây khu vực này là những bãi đất hoang, bãi đổ trộm phế thải, rác thải sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe, thì nay một khu tập thể dục cho người già, không gian vui chơi của trẻ em đã được mọc lên. Giờ đây bà con đã có thể thoải mái đến tận hưởng sắc xanh của thiên nhiên, thoải mái vui chơi, hít thở bầu không khí trong lành vào các buổi sáng, chiều. Cứ chiều chiều là tôi và các cháu ra đây là chơi mát mẻ và tập thể dục cho vui. Với sự chung tay của doanh nghiệp xã hội Things Playground, phối hợp cùng chiến dịch High Green Bình Minh Xanh và cộng đồng cư dân trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi đây đã khoác lên mình một diện mạo mới với tên gọi Vườn Rừng Phúc Tân, một khu vườn sinh thái là sân chơi của trẻ em, nơi tập thể dục cho người già. Một là bị lấn chiếm sử dụng ra mục đích, hai là rác thải, là xây dựng rác thải sinh hoạt và người dân không có mối liên kết với cái không gian, nên là chúng tôi ngay sau khi khảo sát thì đã thấy rằng cái giải pháp mà cải tạo không gian ấy nó rất phù hợp và nó có thể đạt được cái hiệu quả cao. Tại đây, không gian chính là thiết kế sân chơi với tượng hình con rồng gắn liền với ý nghĩa Long Biên, nơi rồng giao nhau với đất trời, vừa để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 với việc bố trí nhiều trò chơi đa dạng như leo trèo ẩn nấp, cầu trượt, vừa khuyến khích trẻ em tham gia vào các hoạt động thể chất, vừa góp phần giúp các em trân trọng lịch sử, văn hóa và bồi đắp tình yêu thương với nơi mình đang sống. Sau khi mà cái khu vui chơi này được mở ra thì em thấy là em có thể giao lưu kết bạn với rất là nhiều bạn mới và không hay xem TV điện thoại nữa. Từ khi mà có sân chơi này tạo ra một cái không khí như vậy là rất vui tươi và tạo cái sự mối gắn kết giữa nhân dân với nhân dân, đến đây gặp nhau trao đổi chuyện trò, tạo nên một cái không khí rất là vui. Điều khiến Vườn Rừng Phúc Tân trở nên đặc biệt đó chính là sự tham gia của toàn bộ cộng đồng trong việc xây dựng công viên. Các đơn vị và người dân đã cùng nhau dọn sạch rác thải, cải tạo những cây mọc hoang, kết hợp trồng mới cây hoa, tạo hệ sinh thái thân thiện với các loài sinh vật. Các hạng mục thiết bị đều được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường, thiên nhiên. Không chỉ là một công viên thiên nhiên đơn thuần, từ công viên rừng Phúc Tân, nơi đây còn thấy sự gắn kết của cộng đồng và trách nhiệm xã hội đối với Hà Nội. Cũng từ mô hình này, người dân có quyền hy vọng sẽ có nhiều mô hình công viên như vậy trong thời gian tới.